Có người chơi lan kiếm theo hệ tứ đại danh kiếm: Phan Trí, Sanh Huế, Vị Hoàng, Vàng Tây Ninh. Riêng Mainland TV chơi kiếm theo hệ thích đủ thứ cả nhà. Và đây là một cái dòng lô hội mà Mainland TV đã sưu tầm được, nhưng mà rất tiếc là nó thất lạc tên cả nhà. Một cái dòng lô hội màu vàng, vàng màu trắng ngà mọi người, màu trắng ngà. Cái lá của nó thì cũng khá là nhuyễn và hoa nó cũng khá là nhuyễn, nó tạo nên một cái nét đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm mại giống như những nàng thiếu nữ. Khá là đẹp cả nhà, màu của nó khá là sáng và sáng đó, và sáng và sáng, nhìn nó rất là nhẹ mắt không ạ, dịu nhẹ và mùi hương nó cũng dễ chịu. Đặc biệt là cái dòng này thì mình có ứng dụng trong nhà được, mình mang trong nhà mình ngắm đồ này kia nó sẽ khá là hợp lý hơn các dòng tiên vũ. Dòng tiên vũ khá bự, khá to và cái vòi hoa khá là dài. Còn đối với lô hội thì cái vòi của nó dài khoảng 20, 40, 50 là vừa, 50 mọi người, 2, 40, cái này 60. Cái vòi này được 60 cho nó đi lên rồi mới đi xuống mọi người. Đó. Đẹp, rất là cưng, rất là dễ thương. Và đây là dòng lan kiếm lô hội mà Mainland TV không biết tên. Thì anh chị kiếm thủ, những anh chị đã chơi lan lâu năm, nhìn chắc có lẽ nhìn qua là biết nó là dòng gì rồi. Thì nhân đây xin nhờ cộng đồng mạng có thể cho Mainland TV biết được cái tên của nó để mà khai sinh lại cho nó hay không. Tại vì cái tên này Mainland TV không có ghi lên chậu và không mất cái tem luôn rồi mọi người. Thì đối với cái dòng lô hội thì nó sẽ thơm cái mùi dễ chịu và cái mùi nó rõ ràng hơn là đối với cái dòng kiếm tiên vũ nha cả nhà. Xin mời mọi người ngắm vẻ đẹp dễ thương của nàng kiếm lô hội đột biến không biết tên. Xin mời. Khá là dễ thương đúng không cả nhà? Không biết anh chị nào cùng sở thích với Mainland TV không? Đây là những giò lan và cả cái vườn lan kiếm này được chăm sóc bằng Combo 8. Anh chị nào đang gặp vấn đề trong vấn đề chăm lan nói chung và lan kiếm nói riêng thì có thể tham khảo cái giải pháp chăm lan rất đơn giản và hiệu quả mang tên là Combo 8. Những anh chị tiền bối, những anh chị kiếm thủ lâu năm có kinh nghiệm trong giới giang hồ thì hãy chia sẻ cái cảm nhận, chia sẻ những nhận định, chia sẻ những kiến thức của anh chị biết về cái dòng lan kiếm này và những dòng lan kiếm khác, cũng như về cái bộ môn chơi kiếm, cái đặc tính của những dòng lan kiếm, cái xuất xứ và cái lịch sử của từng dòng lan kiếm. Nếu anh chị biết, anh chị hãy chia sẻ trong phần bình luận để những người theo sau như tụi em, những hậu bối sau này có theo được các tiền bối đi trước và có cái nhận định đúng đắn về cái thú chơi kiếm. Nó cũng khá là công phu và nó cũng khá là mang cái tính mà diễn tả sao nhờ, nó cũng khá là khó diễn tả. Nó chắc chắn là cái cảm nhận của những người mới như tụi em sẽ không bằng các tiền bối đi trước. Rất mong là các tiền bối đi trước hãy chia sẻ quan điểm của mình, nhận định của mình và những hiểu biết của mình ở trong phòng bình luận để cho tụi em, những người theo sau có thể học hỏi và có thể theo được các tiền nhân đi trước để cho cái lan tỏa được cái đam mê chơi lan nói chung và lan kiếm nói riêng nha cả nhà.